Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các giả chi tiết từng bước một cho con này như sau. Đầu tiên chúng ta có một tam giác đều. Mình sẽ đặt là ABC. Chúng ta biết Y là điểm trên đoạn BC. Như vậy chúng ta biết CY bằng 2. Như vậy Y nằm ở đây. Vì CY bằng 2 thì cái đoạn này sẽ bằng 4. Tại vì sao? Đây là tam giác đều, cạnh là 6. Như vậy chúng ta sẽ lấy số 6 trừ số 2, chúng ta sẽ ra 4. Tiếp tục, K là điểm di động trên đoạn AB. AB là chính là đoạn này. Bây giờ K di động ở trên đây. Bây giờ chúng ta sẽ có KB bình phương cộng với lại 2KC bình phương. Bây giờ giả sử mình đặt cái cục này là X, thì cái KA sẽ bằng 6 trừ X. Như vậy KB chúng ta bỏ vào, chúng ta sẽ có x bình phương cộng 2 nhân với lại 6 trừ x tất cả bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất cái cục này. Đầu tiên chúng ta tách ra hết. Đây chính là hằng đẳng thức đáng nhớ, thì chúng ta sẽ có 36 trừ cho 12x cộng với lại x bình phương. Như vậy chúng ta sẽ tính ra x bình cộng với lại 2x bình phương là 3x bình phương. Số 2 nhân với trừ 12 là trừ 24x. Còn 36 nhân 2 là 72. Sau đó chúng ta đi đạo hàm cục này. Chúng ta biết đạo hàm của x bình phương đó chính là 2x. Đạo hàm của x đó chính là số 1. Như vậy chúng ta sẽ tính ra y phẩy bằng 6x trừ 24. Cho y phẩy bằng 0 thì khi đó chúng ta sẽ có 6x trừ 24 bằng 0. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ tính ra được x sẽ bằng số 4. Vì khi đó chúng ta thấy x bằng 4 vào cái cục này, chúng ta sẽ có được giá trị nhỏ nhất. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có số 4. Ở đây cũng có số 4. Bây giờ chúng ta chỉ đi tìm cái đoạn KY thôi. Như vậy chúng ta có 4, 4. Góc ở đây là 60 độ. Mà chúng ta biết hai cạnh bằng nhau mà góc là 60 độ thì cạnh này cũng là 4. Đó là tính chất của tam giác cân và tam giác đều. Vậy chúng ta sẽ chọn câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.